đi kìa. Trời ơi. Không có. Sao kỳ vậy cô? Kỳ hải con cần yêu á, cần yêu á. Ừ. Trời ơi, đặt cọc 600 ngàn luôn. Đó, xuống dưới nhận đặt cọc 2 đặt cọc. Gì kỳ vậy trời?
xuống bao la rồi về đâu có xài được đây đâu trời. Xuống mình không sao, nếu như mà chị nhận tiền này thì tối nay em cho chị 3 cọc. Thôi má mới xài vậy. Rồi giờ sao nè bà, sao bà bước hết thở đi vô cho người ta ăn rồi bước. Cái gì hả, nói gì bà hết thở sao? Nói rồi gì à, tối nay ta trả lương cho mày ha. Hả? À, tao trả lương cho mày nghe. Không, thứ hai mới có lương đâu. Không, mà thì thứ hai tao trừ lương ngày hôm nay ra cho nó, mày nó trả. Không, chị đâu có trả đâu. Cái toán trả hả? Trời ơi. Đi vô. Đi vô đi má. Ờ. Hết trời rồi. Hợp lệ nha. Đó, quý vị nào có tin lên đây kiểm chứng giùm em nha.